Hay trận chiến giữa tập đoàn Casa Đồng Tháp và xi măng Đà Vít Ninh Bình cũng thu hút không ít sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là với những cổ động viên của Đồng Tháp. Bởi đây là trận đấu được xem là một mất một còn của tập đoàn Casa Đồng Tháp. Sau chuỗi 9 trận không biết đến mùa chiến thắng, đặc biệt là các trận đấu gần đây trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp không thu về được những kết quả khả quan. Chính vì thế, ban lãnh đạo của đội bóng Đồng Tháp đã quyết định sa thải huấn luyện viên Trang Văn Thành, thay vào đó là đứa con cưng ngày nào của bóng đá Đồng Tháp Trần Công Minh. Và vào chiều Chủ nhật tới đây, Trần Công Minh sẽ có trận ra mắt tại câu lạc bộ mới của mình, tiếp xi măng Đà Vít Ninh Bình. Đây là đội bóng mà Đồng Tháp rất thường giành chiến thắng trên sân Cao Lãnh trong các mùa giải gần đây. Thậm chí là mùa giải trước, khi phải thi đấu thiếu người, nhưng Đồng Tháp cũng có được chiến thắng hay không trước đội bóng này. Trong giai đoạn giữa mùa vừa qua thì tập đoàn Casa Đồng Tháp đã có những thay đổi đáng kể, từ trên băng ghế huấn luyện cho đến cầu thủ. Ngoài việc Trần Công Minh về thay thế Trang Văn Thành thì Đồng Tháp còn có bổ sung thêm 3 cầu thủ mới. Đó là người cũ trung vệ Hamed về thay thế cho Sydney, cầu thủ đã chơi không tốt ở giai đoạn lượt đi, cùng với hai nhân tố mới là Đinh Quang Mắt và Lưu Ngọc Hùng. Với những thay đổi đáng kể trên thì không chỉ các cầu thủ tập đoàn Casa Đồng Tháp, ban lãnh đạo đội bóng Đồng Tháp mà cả những cổ động viên của bóng đá Đồng Tháp đang trông chờ vào một kết quả khả quan vào chiều Chủ nhật tới đây. Và nếu có được 3 điểm trước xi măng Đà Vít Ninh Bình, tập đoàn Casa Đồng Tháp sẽ thực sự thoát ra một trong hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Cũng nhằm khích lệ khán giả đến sân để theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ hai đội, ban lãnh đạo đội bóng Đồng Tháp đã quyết định mở cửa tự do ở các khán đài B, C và D để khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ tập đoàn Casa Đồng Tháp. Vâng, chúng tôi xin